Tổng hợp 3.000 cây thuốc đông y, tập 98, 1, ngút to, ngút to, tên khoa học Cordia Grandistrop, thuộc họ ngút, Cordia. Mô tả, cây nhở cao 3 đến 4 mét, có khi cao hơn, với nhánh trải ra, màu nâu nâu. Lá xoan, cục hay hình tim ở gốc, tù, ráp ở mặt trên do có nhiều lông dạng của màu trắng, có lông mềm như bông ở mặt dưới, dài 9 đến 15 cm và nhiều hơn, rộng 9 đến 12 cm, cũng lá ít lông dài 3 đến 4 cm. Hoa nhiều, màu trăng trắng, thành cụm hoa dạng ngụ ở ngọn. Quả bầu dục, dạng trứng, màu hồng, cao đến 1 cm, có đài ôm đến một nửa, hạch cứng, ráp, có bốn cạnh, chỉ có một ô, bộ phận dùng, quả, Fruker Cordia Grandis. Nơi sống và thu hái, loài của Myanmar, Assam, Lào và Việt Nam. Rất phổ biến ở miền Bắc nước ta, nhất là ở vùng Lạng Sơn, trên đất sét vôi qua Nam Hạ đến Quảng Nam, Đà Nẵng. Công dụng, quả chữa nhiều chất nhầy rất dính, có thể dùng làm keo. Có thể dùng làm thuốc dịu, làm lông đờm và thu liễm như ngút qua lít. 2. Ngút qua lít, ngút qua liếc, tên khoa học Cordia Walichi Don, thuộc họ ngút, Cordia. Mô tả, cây gỗ cao 5 đến 6 mét, cành không lông, trắng. Lá có phiến xoan, dài 8 đến 9 cm, rộng 6cm, đầu tù, gốc tròn, mép khía lượng hay có răng thưa, gân từ gốc 3, gân phụ 5 cặp, mặt trên nâu đen, có đốm tuyến nhỏ tròn, mặt dưới nâu sậm, có lông, gân thành mạng lồi, cúng đen. Cụm hoa thưa có lông. Quả hạt xoan nhọn, cao 17mm. Quả tháng 9. Bộ phận dùng, quả, frucer cordia walichi. Nơi sống và thu hái, loài của Ấn Độ, Việt Nam ở nước ta, cây mọc ở rừng trên độ cao 900 m ở Tây Ninh, núi Điện Bà. Tính vị, tác dụng, quả làm nhầy, lông đợm và thu liễm. Công dụng, ở Ấn Độ, người ta dùng quả trị các bệnh về đường khí quản và kích thích đường tiết niệu. 3. Ngưu bàn, ngưu bàn, tên khoa học Actium Lappa L thuộc họ Cúc, Asteraceae Mô tả, cây thảo lớn, sống 2 năm, có thân thẳng, có khía và phân nhánh, cao 1 đến 2 mét lá hình trái xoan, mọc thành hình hoa thị ở gốc và mọc so le ở trên thân, phiến lá to rộng tới 50cm, gốc hình tim, đầu tù hay nhọn, mép có răng hay lượng sống, có nhiều lông trắng ở mặt dưới. Hoa đỏ hay tím nhạt hợp thành đầu to 3-4cm. Các lá của bao chung kéo dài thành mũi nhọn, có mốc ở chấp. Quả bế, màu, xám nâu điểm hồng, có nhiều mốc quặp, phía trên có một màu lông ngắn màu vàng vàng. Hoa tháng 6 đến tháng 7 Quả tháng 8 đến tháng 9 của năm thứ hai, bộ phận dùng quả, cơ axi, thường gọi là ngưu bàn tử. Ở Âu Châu, người ta thường dùng rễ. Nơi sống và thu hái cây của Âu Châu, Tây Á, CB, Himalaya, Nhật Bản, Algeria. Ta nhập trồng từ năm 1959 làm thuốc ở vùng núi cao Lai Châu, Lào Cai, Nghĩa Lộ, chỉ thấy cây trồng trong vườn của đồng bào miền núi. Trồng bằng hạt sang năm thứ hai, khi cây có quả, thu hái cùng quả chín, phơi khô rồi lấy quả, thường gọi là hạt, dùng sống hoặc sao qua đến thơm và nổ lép bếp là được. Giả nát dùng vào thuốc thang. Rễ thu hái vào mùa thu năm đầu hoặc mùa xuân năm thứ hai. Dùng tươi hay phơi khô ở nhiệt độ 70 độ, sau khi đã chẻ dọc rễ. Thành phần hóa học, quả và lá chứa một chất đắng là axio, actin, khi thủy phân cho gluco và actin, còn có lapao A, B. Rễ chứa chủ yếu là inulin, 45%, rễ tươi chứa tinh dầu, còn có tannin, axit stearic, một bơ hydrogen và một phytosan. Không có glucosid, alcalo và hoạt chất đắng trong rễ. Tính vị, tác dụng, quả có vị cây, Đắng, tính hàng, có tác dụng trừ phong, tán nhiệt, thông phổi làm mọc ban chẩn, tiêu thủng, giải độc, sát trùng. Rễ có vị đắng, cây tính hàng, có tác dụng lợi tiểu loại được axit uric, khử lọc, làm ra mồ hôi, lợi mật, nhuận tràng, chống gian mai, trị đái đường, diệt trùng và chống nọc độc. Công dụng, cây ngưu bàn đã được sử dụng ở nước ta từ lâu. Trong bản thảo Nam Dược, cùng Nguyễn Hoành đã nói đến việc sử dụng lá ngưu bàn non gọi là rau cẩm bình nấu canh ăn rất tốt, hạt, quả, chữa phong lở, mày đây, bụng sinh. Trong y học phương Đông, quả của ngưu bàn dùng làm thuốc lợi tiểu, giải nhiệt, có thể trị được phù thủng, đau họng, sưng họng, phế viêm, cảm cúng. Tinh hồng nhiệt Đối với mụn nhọt đã có mũ và viêm tuyến lâm ba, có tác dụng thuốc mũ nhanh, với đậu chẩn cũng làm cho chóng mọc. Ngày dùng 6 đến 10 gram, dưới dạng thuốc sắc, dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. Rễ thường được dùng trị mụn nhọt, cụm nhọt, áp xe, bệnh nấm da, hắc lào, eczema, loét, mất trương lực, viêm hạch, vết thương có mũ thường dùng dưới dạng nước sắc 40g trên 1 lít. Dùng ngoài lấy rễ tươi nấu nước rửa. Bên ngoài dùng lá tươi giả đắp trị nọc độc trắng cắn, đắp trị bệnh về phổi mạn tính, cúng kéo dài và các chứng đau khác, đơn thuốc, một chữa đậu chẩn mọc chậm, viêm cổ họng, ngưu bàn tử 8g, các cánh 6g, cam thảo 3g, sắc uống trong ngày, 2 chữa cảm mạo, thủy thủng, chân tay phù, ngưu bàn tử 80g, sao vàng tán bột, mỗi ngày uống 8g chia ba lần, dùng nước nóng chiêu thuốc, ba. Chữa phù thận cấp, ngưu bàn tử, nửa sao, nửa sống, bèo cái, sao khô, hai vị bằng nhau, tán nhỏ, trộn đều, mỗi lần 5 gram, uống ngày ba lần với nước nóng. Bốn, ngưu tất, ngưu tất, tên khoa học Achiran Bidenta Bloom, thuộc họ rau dền, Amarenta. Mô tả, cây thảo sống nhiều năm, cao 60 đến 110 cm. Rễ củ hình trụ dài thân có bốn cạnh, phình lên ở các đốt. Lá mọc đối, hình trái xoan bầu dục cỡ 15 x 5 cm, nhọn hai đầu, mép lượng sống, có lông thưa hay không lông, gân phụ 5 đến 7 cặp, cuống ngắn 1 đến 3 cm. Cũng hoa hình bông mọc ở ngọn thân hoặc đầu cành. Hoa ở nách những lá bắc. Quả bế hình bầu dục, chứa một hạt hình trụ. Hoa tháng 5 đến tháng 9, quả tháng 10 đến tháng 11. Bộ phận dùng, rễ. Củ Radix achiranthid bidenta, thường gọi là ngưu tất. Nơi sống và thu hái, cây nhập, trồng được cả ở núi cao lẫn đồng bằng. Thu hái vào mùa đông xuân, phơi tái rồi ủ đến khi nhăn da, 6 đến 7 ngày, xong diêm sinh, sấy khô. Dùng sống hoặc tẩm rượu sao. Thành phần hóa học, rễ củ chứa saponin triterpen, genin là axit olenolic, carcerol, eciton, inokensin. Tính vị, tác dụng, ngưu tất có vị đắng, chua mặn, tính bình, có tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt, phá ứ huyết, tiêu ung độc. Công dụng, chống viêm, hạ cholesterol máu, hạ áp, gây co bóp tử cung tuệ tỉnh đã viết về ngưu tất, ngưu tất cũng như rễ có sức tính bình, chua, đắng. Khỏe gân cốt chữa khớp, tê liệt, mạnh dương tinh điều huyết, tiểu thông, trừ cơn sốt. Ngày nay ngưu tất dùng chữa thấp khớp, đau lưng, bế kinh, kinh đau, huyết áp cao, bệnh tăng cholesterol máu, đái buốt ra máu, đẻ khó hoặc nhau thai không ra, sau đẻ ứ huyết, chấn thương tụ máu, viêm họng. Ngày dùng 6 đến 12 gram, sắc uống. Dân gian cũng dùng ngưu tất chữa sốt chết lâu ngày không khỏi. Đơn thuốc, một chữa bị thương tụ máu ở ngoài hay bị ngã máu ứ ở trong, hoặc sau mỗi khi đi xa hay lao động chân tay nhức mỏi, ngưu tất 100 g, huyết giác 50 g sâm đại hành 30g ngâm với 800ml rượu 35-40 đến 40 độ thường lắc sau 10 ngày dùng uống mỗi lần 15ml ngày uống 2 lần hay chữa bốc nóng nhức đầu chóng mặt đau mắt ù tai mắt mờ huyết áp cao rối loạn tiền đình khó ngủ đau nhức dây thần kinh rút gân co giật táo bón ngưu tất 30g hạt muồn sau 20g sắc uống mỗi ngày một thang 5 nguyên tuy cúc nguyên tuy cúc Tên khoa học Cotula Anthemo L thuộc họ Cúc, Asherae. Mô tả, cây thảo hàng năm, nhỏ, nằm ở đất, thân dài 10 đến 15, 5 đến 30 cm. Lá kép dài 3 đến 5 cm, do 3 đến 4 cặp lá chét có thùy nhọn, không lông. Hoa đầu vàng vàng, đơn độc trên một cuốn dài hay ngắn, lá bắt hai hàng, hoa cái không tràn, hoa lưỡng tính ở trong. Quả bế không có màu lông. Ra hoa tháng 1 đến tháng 3 có quả tháng 3. bộ phận dùng toàn cây heba cotule nơi sống và thu hái loài của ấn độ pakistan nam trung quốc và việt nam cây thường mọc ở ven bờ ruộng ruộng ẩm ở nhiều nơi công dụng ở ấn độ toàn cây giả ra rồi nấu với dầu dùng đắp ngoài trị phong thấp nước hãm cây dùng làm thuốc rửa mặt còn nước sắt toàn cây có hiệu quả điều trị cảm lạnh đau đầu và đau ngực 6. nguyệt quế Nguyệt Quế, tên khoa học Lorus nobilis L, thuộc họ Long Não, Loraceae. Mô tả, cây gỗ nhỏ cao 9 đến 12 m, thân thẳng, vỏ nhẵn. Lá tồn tại, dài, nguyên, xoan ngọn giáo, bóng. Lá thơm, phiến bầu dục thuông, dài 4 đến 15 cm, rộng 2 đến 4,5 cm, dày, cứng, không lông, cuống dài 5 đến 15 mm. Tán 1 đến 5 ở nách lá cuốn 2 đến 12 cm, lá bắt tròn tròn, to 0,7 đến 1 cm, hoa 4 đến 5. Màu trắng lục. Quả dạng quả mọng, hình bầu dục đen, to bằng quả sơ ri. Hoa tháng 4. Bộ phận dùng, lá và quả, Folium et nobilis. Nơi sống và thu hái, gốc ở Đông Âu, vùng địa Trung Hải. Ở nước ta, cây được trồng ở một số nơi tại miền Nam Việt Nam thu hái lá vào tháng 6 đến tháng 7, quả vào tháng 8 đến tháng 9. Thành phần hóa học, hạt chứa 30% dầu. Lá chứa tinh dầu mà thành phần chủ yếu là sinel. Geranium, pinon. Quả cũng chứa tinh dầu. Tính vị, tác dụng, quả có tác dụng điều kinh. Công dụng, lá dùng làm gia vị. Hạt ép dầu dùng trong công nghiệp. Quả dùng làm thuốc điều kinh, dùng trị ỉ chảy, bạch đới và phù thủng ở Âu Châu dùng kích thích sự sảy thai. 7. Nguyệt cuối, Nguyệt cuối, tên khoa học Murea panicula, L. Giác, thuộc họ cam, Rutace. Mô tả, cây gỗ nhỏ, cao 2 đến 8 mét, vỏ hơi trăng trắng. Lá kép lông chim, lẻ, có 5 đến 9 lá chét mọc so le, nguyên, hình bầu dục ngọn giáo, nhọn ở gốc, bóng láng, dài, có gần chín nổi rõ. Hoa lớn màu trắng vàng, thơm, thành sim ít hoa ở nách lá hay ở ngọn cây. Quả đỏ, nạc, hình cầu hay hình trứng. Có đài tồn tại, với một đến hai hạt hơi hóa gỗ. Bộ phận dùng, rễ và lá, Radix et folium murei panicula, thường có tên là cửu lý hương. Nơi sống và thu hái, cây mọc hoang trong các trường còi, cũng thường được trồng làm cảnh và làm hàng rào vì có hương thơm. Trồng bằng hạt. Thu hái rễ và lá quanh năm hoa và quả có khi cũng được dùng, thu hái vào mùa khô, dùng tươi hay phơi khô. Thành phần hóa học, lá cũng như vỏ. Có chứa tinh dầu. Các bộ phận của cây, nhất là các cánh hoa, chứa một glycosid gọi là murein mà khi có mặt của các axit pha loãng và đun sôi sẽ phân tích ra thành muresen và gluco. Cánh hoa phơi khô chứa glucosid scopin. Murein được xem như có tính chất kích thích và làm săn da. Tính vị, tác dụng, vị cay, đắng, hơi ấm, có tác dụng gây tê, trấn kinh, giải biểu tiêu viêm, khư phong hoạt lạc. Lá cũng kích thích và thu liễm. Công dụng, thường dùng trị, một đòn ngã tổn thương, phong thấp đau xương, hai đau dạ dày và đau răng, ba tỉa chảy, kiết lị, bốn sâu bọ và trắng cắn. Còn được dùng trị dịch viêm não và gây tê cục bộ. Ngày dùng 9 đến 15 gram, dạng thuốc sắc. Dùng ngoài ngầm lá tươi để rửa đắp tại chỗ. Ở Ấn Độ, người ta dùng vỏ rễ nghiền ra để ăn và sát lên những chỗ đau của cơ thể. Bột lá dùng đắp vết thương và vết đứt, nước sắc lá dùng uống trị phù, lá cũng được dùng trị ỉa chảy và kiết lỵ, vỏ thân và rễ cũng được dùng trị ỉa chảy. Đơn thuốc, một đau phong thấp, nguyệt cuối, rễ bông ổi, rễ móng bò, champion, mỗi vị 15 gram, nấu súp với thịt mà ăn hoặc ngâm rượu uống, hai đau nhức răng, vỏ thân hoặc lá tươi nhai, ngậm, ba, bổ phổi, 5 đến 8 gam hoa sao khô sắc uống, 4, ho có đờm, 8 đến 16 gam lá khô sao vàng sắc uống. 8, nhã mận, nhã mận, sông bế Martin, tên khoa học Parabo Martini, Led. Bớt, Bue Martini Led, thuộc họ rau tai voi, Zetnerisa. Mô tả, cây thảo có thân nằm dài 10 đến 70 cm rồi đứng. Lá xếp từng cặp không bằng nhau, phiến thon, dài 8 đến 11 cm, rộng 3 cm, mép có răng, gân phụ 12 đến 15 cặp, mặt trên nâu, mặt dưới đầy lông mạng nhện màu cà phê sữa, cuốn mảnh. Chùy hoa rộng, trên cuốn cao đến 30 cm. Cuốn hoa dài 2 cm, hoa cao 1 cm. Quả nang dài đến 4 đến 5 cm. Hoa tháng 7. Bộ phận dùng: toàn cây Heba Parabo Martini nơi sống và thu hái, cây mọc ở rừng đá vôi cao bằng, trùng khánh, núi Thi Nát. Công dụng, dân gian dùng làm thuốc trị đái dắt, ỉ chảy và đau gan, theo viện dược liệu. 9. Nhạ nhầu, nhạ nhầu, hàm liên bắc bộ, tên khoa học Masdenia Tonkinescos, thuộc họ thiên lý, Aslepida. Mô tả, dây leo, lóng dài, lúc non có lông mịn. Lá có phiến xoan, dài 9cm, rộng 5,5cm, chóp tù, gốc hơi hình tim, gân phụ 6 đến 7 đôi, gần nhau ở phần gốc, không lông, màu lam lam ở mặt dưới, mỏng, cuốn dài 1 đến 2 cm. Sim co trên cuốn ngắn, ở nách lá, hoa nhỏ, nụ 1 mm. Đài có lông dày, tràn hơi dài hơn đài, tràn phụ vàng. Quả đại dài 9 cm, thon nhọn, hạt dẹp dài 1 cm, lông màu mịn, dài 2 cm. Hoa quả tháng 2. Bộ phận dùng lá, dây, folium e Nơi sống và thu hái, loài chỉ gặp ở một số nơi như Lạng Sơn, Mẫu Sơn, Ninh Bình. Công dụng, dân gian dùng dây lá nấu uống làm thuốc lợi sữa, theo viện dược liệu. 10. Nhài, nhài, lại, tên khoa học Jasminum sambac, L, I, thuộc họ nhài, Olesia. Mô tả, cây nhở có khi leo, cao 0,5 đến 3 mét, có nhiều cành mọc xòa ra lá hình trái xoan bầu dục bóng cả hai mặt có lông ở dưới ở kẻ những gân phụ cụm hoa ở ngọn thưa hoa lá bắt hình sợi hoa màu trắng thơm ngát quả hình cầu màu đen bao bởi đài tồn tại có hai ngăn bộ phận dùng hoa lá và rễ phờ lo folium etradic jasmine nơi sống và thu hái cây gốc ở ấn độ được trồng làm cảnh khắp nơi Hoa thường dùng để ướp trà hoặc để làm thơm thức ăn. Vào mùa thu đông, đào lấy rễ, rửa sạch, thái nhỏ, phơi hay sấy khô. Lá thu hái quanh năm. Hoa thu hái vào hè thu, khi mới nở, dùng tươi hay phơi khô. Thành phần hóa học, chỉ mới biết trong hoa có một chất béo thơm, hàm lượng 0,08. Thành phần chủ yếu của chất béo này là paraffin, ester formic acetic benzoic linalin và isantharinic metin và indol. Tính vị, tác dụng, hoa và lá nhài có vị cay và ngọt, tính mát, có tác dụng trấn thống, thanh nhiệt giải biểu, lợi thấp. Rễ có vị cay ngọt, tính mát, hơi có độc, có tác dụng trấn thống, gây tê, an thần, công dụng, hoa và lá dùng trị ngoại cảm phát sốt, đau bụng, ỉa chảy. Lị, mụn nhọc độc. Hoa sắc nước dùng rửa mặt. Chữa viêm mạng khóe mắt và mạng mộng, chữa trẻ em lên sợi có sốt, sợi mọc không đều lá cũng dùng trị bạch đới. Lá khô ngâm trong nước rồi làm thành dạng thuốc đắp trị loét ngoan cố. Để trị mất ngủ, đòn ngã bị thương. Còn dùng để điều kinh. Cũng dùng nước sắc bôi trị viêm mũi, viêm giác mạc. Liều dùng, 3 đến 5 g hoa. Lá dạng thuốc sắc, còn dùng hoa pha làm trà uống, dùng 1 đến 1,5 gam rễ nghiền trong nước. Người có thai và cơ thể suy nhược không nên dùng. Đơn thuốc. 1. Ngoại cảm phát sốt, ỉa chảy, hoa nhài 6 g chè xanh 10 g thảo quả 3 g sắc uống, 2. Đau mắt, hoa nhài 6 g dùng riêng hay phối hợp với kim ngân hoa và hoa bạch cúc, mỗi vị 9 g đun sôi lấy nước xong rồi uống. Hoặc lấy lá giả vắt lấy nước, trộn với lòng trắng trứng gà đắp, 3. Mất ngủ, rễ nhài 1-1,5 đến g nghiền trong nước, lấy hỗn dịch uống, 4. Rơm sẩy, lá nhài vào vào nước để tắm có thể phối hợp với lá ngải cứu